bố thì không còn nữa rồi, mẹ thì đã bỏ đi là đi lấy chồng mới, để lại cho ông với bà không đem đi. Ở nhà thì cũng không có ai trông cả, chỉ có đi cùng bà là lên nương thôi. Mùa này thì đang là mùa làm nương nữa, đi thì cũng không có đội theo cái mũ nào. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một phần quà gửi tới cho bé Khánh từ bà An Phạm, và hôm nay cháu Lực lên đến đây để mà gửi cái phần quà cho em Khánh của bác. Những cái con đường này thì là cháu Lực cũng ghi hình là khá là nhiều rồi, và cái con đường này là cũng là một con đường mà phải nói là đối với cháu Lực là một con đường mà kỷ niệm, một cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Những cái ngày tháng mà vận chuyển vật liệu đi vào nhà của hai anh em hải sử mồ côi của bác, và cũng rất là may mắn được các bác là yêu quý và hỗ trợ hai anh em hải sử là cũng đầy đủ. Và đến thời điểm hiện tại thì hai anh em hải sử cháu Lực cũng đã ngừng hỗ trợ rồi. Xem hộ chú đây một tí nào. Này mà làm sao rồi ông mà? Năng mà làm sao rồi mẹ? Ấy dồi. Năng mà. Chú ngồi đi. Thằng nương năng á? Đây chở cái gì đấy chú? Chở gạo à? Đi sắt gạo về à? Đấy, mỗi lần mà bà con ở trên này đi sắt gạo về thưa cô bác ạ. Thời tiết nắng thì có thể là xe đến nhà, còn thời tiết mà không nắng thì là vừa đi là vừa đẩy xe này này. Chú ngồi đi. Đi ơi. Được chưa chú? Được chưa? Để chú đi nhá. Đường phải nói là cực kỳ mà trơn các bác ạ. Thời tiết vào mùa này ấy. Trước kia là con đường lại đi vào đường này này các bác này. Thế nhưng mà do là trên đây sạt nhiều quá, không có vào được nữa. Bà con là chọn là vào đường này này. Hãy bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi video và cùng là cháu Lực đi vào nhà của em Khánh các bác nhé. Cầm roi em nhá, cầm cây nhá. Chó này ghê lắm ấy. Thằng má ơi, má ô. Còn từ từ nhá. Bà anh đi trêu nữa chứ. Cầm cây là nó không sợ đâu. Thì má, thằng má. Thằng má đá lên bài mà. Mày tú đang ở lúa á, thằng má? Mày tú đang ở lúa á? Tú này à? Tú này đang ở lúa á? Tú này là báo lý á. Tú báo như thế? Ừ. Cẩn thận nha. Chào. Tiếp dùn rồi tầm á. Tiếp dùn rồi mà. Ờ. Chị là anh chị vừa đi làm về à? À. Tầm á, hãy răng răng tìm má tốt lắm ạ. Lắc. Ừ, chân xe. Lại. Ở trên bản thì hầu như là không ai xích chó lắm cô bác ạ. Ờ, thầm á.
Ồ, đang nấu cái gì đấy? Nấu cắm lợn à? À, ui, trong này nhiều khói đấy nhở? Ấy, 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 sợ ấy. Khánh dậy rồi à? À. Vậy đây là các bác của Khánh của bác ạ. Ra ngoài thì mới sáng được chứ vào trong nhà thì tối quá. Ôi đây là ngậm cái gì đây? Nó ngủ thì nó phải. À, ngủ thì phải nó như thế à? Ồ, không mặc quần à? Xem nào, đây có quần luôn không? Đấy. Xem nào, đây có quần không? Cho Khánh mặc luôn. Cái này là, đây là cái mũ. Ê, không rồi. Đang tìm một cái quần cho Khánh đó. Tầm mai ông khá đến nung khách ạ. Ấy một nung khá nữa, ổ nung chứ mấy nọ. Ồ, nó xin. À? Mẹ không biết nói tiếng nung à? Không, à. Ồ, thế ngồi đây. Chị ra đây ngồi đây tí, để nói chuyện với bác cho bác hiểu. Còn ngậm ti giả nữa. Nói là bé Khánh là một cái cậu bé mà sau này lớn lên cũng rất là thiệt thòi của bác ạ. Không có bố đây, với lại mẹ không khó nữa. Bố thì đã mất rồi. Còn có mỗi mẹ thì đã bỏ đi lấy chồng mới rồi. Vừa mới hết ở cứ xong là mẹ là đi lấy chồng mới luôn. Bà thì là không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ, thành ra nên tiếng cũng không có. Thành ra là có đôi lúc mà giao tiếp ra rất là khó. Chị ra đây em nhờ đi. Làm kia nhé. Tập tiếp ra đây tập má. Dán la lửa. Hả? Dán la lửa. Nhìn chẳng mà làm được bốc lũ lũ thỏa bốc lũ lũ. Lũ bốc của lũ dẫn lũ lên. Đây là nó cũng từ bác yêu, từ hồi khách yêu hả? Nó xin bóc phạc chiên màu yêu lên văn này là một cắm chiên, phần văn là một cắm chiên màu. Hôm nọ thì cũng được là bà An Phạm gửi cho em Khánh là 50 đô, là tương đương là 1.200.000 của bác ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay thì cháu Đức lên thì không có cầm tiền lên. Thì để dịp khác cháu Đức lên thì cháu Đức sẽ cầm cho bà để mà mua sứa này, cũng như là mua tá cho bé Khánh nữa. Cầm mà mỗi quần áo lên thôi. Có cái ghế nào nhỉ? Mua để nó chi cho có thấu thổ nhận gì? Không biết là có vừa bé Khánh không ấy? Ừ. Ôi à? Cái này là hơi to. À, Khánh này á? Ừ, hơi Khánh. Nhà tứ cả này, thấy không? Bị mời chút không đấy? Áo này thì là có vẻ là hơi to một chút của bác ạ. Nhưng mà tầm bé Khánh thì là mặc là vẫn được rồi. Hi, áo này cũng hơi to nhỉ? Ừ. Tứ cải ố. Lưu lệ cho nó. Tứ lệ. Tầm này thì mặc là vẫn được cô bác ạ. Nhưng mà nó dài quá thôi. Đây là phần quà của bà An Phạm là gửi tới cho bé Khánh nhá. Toàn là quần áo thôi cô bác ạ đây ấy. Toàn quần áo trẻ con thôi. Chắc là sắp được. Cái này thì vừa rồi này. Này vừa nó tầm án nọ. Nung hóa. Khánh chỉ biết nhìn thôi. Đấy, những cái này thì này hò này. Này. Hò lấy tốt này đi, phải tầm má, không ăn tầm má hả khấy nung. Cô này có vẫn hò chưa nổ nè. Này là áo bộ này. Nhưng mà thấy là hơi to. Cho nên là kiếm không có quần này. Đây là toàn là quần áo là nhiều thôi.
Này là đến chắc là mùa đông hay sao ấy này. À. Này quần. Quần này là bé Khánh mặc được này. Có cả quần cả áo luôn, đấn lộn với nhau luôn đấy. Thư đây cho thư mở càng thư nè. Hả? Thư này cho thư mở càng nhỏ nè, cho thư đọc nào. Hả? Ây, rơi rồi. Cho cái mũ này. Mạo. Từ, là nó nẻo còn. Nhưng mà nóng nóng này chắc là không đội được mũ này đâu. Khánh thì là rất là đáng yêu các bác ạ. Uống. Vậy uống sứa là toàn uống sứa bột cả rồi, không uống được sứa không có sứa mẹ đâu. Khánh là được bao nhiêu tháng rồi chị nhỉ? 8 tháng rồi. Được 8 tháng rồi à? Bà nói chừng nào bình đều bình nào à thầm á? Chừng nào luôn. Chừng nào ta? Đấy là mỗi một lần đói là cái bình này là vừa đủ cho bé để ăn. Chất lực lên lần nào thì cũng không có bắt gặp là ông của Khánh ở nhà cả. Tại vì ông của Khánh Khánh là lúc nào rảnh là chỉ có đi xuống dưới này, đi kiếm việc để làm, xong rồi đi mua sứa này kia nữa. Ôi rồi tràn rồi, vẫn mệt tầm á. Chẳng hơn đi hay bà hay à tầm á? Chẳng hơn đi hay bà hay à? Thì hát chẳng là gì kì? Em nói gì ấy? Buổi đêm có khóc không chị? Sợ quá bác ạ, lâu lắm không có gặp thành ra là cháu được lên như thế thì là bé hơi sợ một chút. Đấy, và cháu là cũng xin thay mặt là Khánh với lại cả ông bà nữa gửi một lời cảm ơn tới cảm ơn bà An Phạm mà rất là nhiều đã gửi phần quà tới cho bé Khánh, những cái bộ quần áo và còn tiền nữa, nhưng mà tiền thì cháu được là hôm nay là không cầm được các bác ạ. Một ngày là uống được tầm bao nhiêu bình chị Khánh ấy? Bây giờ nó ăn cơm nữa rồi, ngày nó uống hai bình. À, bây giờ là ăn được cơm đúng không? Ăn được. Nó cái gì cũng ăn mà. À. Tại nó sẽ ăn giả này. Cánh như là ăn được cơm đúng không bác ạ? Đây, thành ra là một ngày là vẫn phải là hai cái bình sữa nhỏ 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 này này. Lúc mà bà đi làm ấy là cũng không có ở nhà đâu, là đi theo bà thôi. Đây lấy quần áo này, áo này. Ấy, không biết đâu. Mình tốt đâu ha. Đấy. Này, mình làm tốt nữa này. Chị bảo với lại bác là lần sau em lên thì là cầm tiền lên cho bác sau nhá. Hôm nay thì là em lên thì không có cầm theo tiền nhiều. Bế một tí. Má. Ông am lắm. Kiểu không gặp ấy. Mẹ của Khánh thì có điện về không nhỉ? Có. Có à? Nó cũng điện vào quay, vào nhìn Khánh. À. Nhưng mà nó đi làm xa rồi, nó không về thăm. Cùng chồng mới là đi làm à? Nó xuống Hà Nội làm đấy. Mẹ có bao giờ đón bà đón Khánh đi về không? Không, nó không đón đâu. Không đón á? Ông bà nó cũng không cho đi à, thế là ông bà là bên đấy là không cho đi đúng không? Không uống nữa à? Ừ. Nè. Nhìn mặt rất là đáng yêu quá. Đấy, cũng tự biết ngậm chứ. Ôm lo. Nào.
Đấy. Bắt đầu ra một tí là biết theo. Ăn no đấy. Rất là mập mập các bạn ạ. Được cái là trộm vía là rất là mập mập ấy. Cũng không có gầy lắm. Nhưng mà sau này rất là lớn lên thì mới biết. Nai ra. Nai ra. Chưa biết đi đâu. À, nước chan bà nãy. Nước chan thì làm bà. Ủa, chứ không cần chán là chỗ được đắt hả mà. Cần chán. Bao vừa. Ừ. Thì chúng cần chán là tiệt tiệt luôn luôn. Cũng không có dép đâu nhỉ. Đấy, đứng ở chưa thế nào. Đứng ở chưa. Ừ. Bé Khánh thì là phải nói là sau này lớn lên thì cũng rất là tội đâu cô bác ạ. Mới đẻ ra là cái hôm mà đẻ ra là bố là cũng mất mất rồi nhỉ? Chị nhỉ? Bố của bé Khánh là mất được 2 ngày rồi. Vậy là bé Khánh là chào đời luôn cô bác. Sau này thì lớn lên là chỉ có gọi là nhìn những tấm ảnh thôi. Không biết là lớn lên là mẹ có về thăm không? À, bây giờ là chưa có thì là chưa quên thôi nhỉ. Nếu mà có là sau này là quên luôn đấy. Sau này mà thấy lớn lớn lên là lại ngoan ngoan lại về đòi lại đấy. Thế nào? Ừ. Này, xin này. Hạnh đi bà đấy này. Đấy. Bà này hầu như là không có nói được tiếng đúng vậy thì phổ thông mình ra là rất là khó giao tiếp của bác ạ. Đấy, rất là cảm ơn là cái tấm lòng của bà An Phạm gửi tới cho bé Khánh. Tấm má hát căm cảm ơn, bác có thư cắm không? Ừ. Sóc xanh. À tôi. Lúc hạ ông thì bác hạ thì ông nói tôi hạ chắc mình bác hạ. Hạ cảm ơn à, hạ sóc xanh à? Hả? Ồ, sao à? Nên ở trong này mỗi có trò cho tôi được khánh nắng rồi nè. Nghỉ tiếng mic ở đây nhờ. Xem nào, bà cho nó nghỉ xem nào, xem nó làm gì đây. Hạ chẳng ôm lên. Nó bà ban ăn. Ăn bánh à? À bà là ăn bánh à? Ừ. Bánh mì. Nhưng nó ăn hết 2 cái ấy. Ăn hết 2 cái này á? Ừ. Thế ăn khỏe đấy nhờ. Ăn cái gì có ăn khỏe. Thằng này được cái là ăn khỏe. To hả lúa. Ăn được 1 bát cơm ấy. Ăn được 1 bát cơm á? Ừ. Nhưng nó đói thì nó ăn. Nhưng mà buổi đêm thì nó có khóc không chị? Đêm ấy. Có. Buổi đêm nó ăn cưng nhiều thì không bố mẹ ăn cưng nhiều. Nó ăn ít thì đêm lại hay lên. À. Cơm thì những bữa cơm của Khánh ăn thì là có thịt không? Không. Không á? Mỗi khi có. Ây dồi, ô bà nhìn nó lắm. Nó ăn cơm không có cái gì cũng nó có ăn khỏe nữa. À, thế là ăn cơm không thôi à? Ừ. Ồ. Ăn cơm không mà cũng ăn cơm khỏe đấy nhỉ? Ăn khỏe. Rơi vào cái hoàn cảnh như này thì ông bà thì ở nhà là cũng không có tiền mà đi mua thịt mua tha rồi thành ra là bé mới ăn những bữa cơm mà rất là đạm bạc. Nào đi. Nó cứ sẽ là ông, nó thấy là ông. À. Nó không thích đàn bà. À, không thích phụ nữ à? Nó thích chồng hơn á. Hay với chồng mình về thì chồng mình được. À. Thế là hai vợ chồng chị đi làm xa về là bé Khánh là chỉ có theo chồng chị thôi. Là không là không theo chị à? Không. Thế chị ngồi đây một tí, chị em mình nói chuyện một tí. Lại lên ghế ra ngồi đây. Ghế ngồi đây tí. Ghế mà cái tôi tưởng chồng mà hai thể kia. À, bé. Ôm lo.
nó. Ngồi à, ngồi trên đất luôn đấy các bác ạ. Đấy vừa bế được mà. Nhài nhài. Kiều. Xem nào, xem nào, nào. Bế đứng dậy nào. Đây à, ngồi được rồi này. Ngồi được rồi. Đấy, ngồi bế, bế nhá, bế xem nào. Bế xem nào. Bế xem nào. À, thế là đây là còn mối tấm ảnh ở đâu cô bác ạ, bố ấy. Đấy. Xem nào, đàn răng tùm lum luôn mà, tấm á. Đấy, nhìn là hơi ná ná là giống một chút. Bố thì cũng ra đi ở tuổi là còn rất là trẻ cô bác ạ. Ở đây thì không phải là bố là bị mất tích hay là như nào đây, là bị bệnh cô bác ạ. Bị bệnh ra là gia đình là chạy chứa là không có được nữa rồi. Nếu mà thường thường lên có lúc nào mà chơi chơi với lại bé được một tí thì bé là rất là theo. Ở đây là ngôi nhà của ông với bà là hiện tại là đang ở đây. À, đây cũng phải à? Tủ kinh mà. À, tủ kinh à? Đây là tấm ảnh thì là có vẻ là Photoshop nhiều hơn rồi. Thực ra là nhìn cũng không có được là nhận ra là cho lắm. Này, bố đây. À. Này tấm ảnh rồi đây. Tụi này tụi kinh, tụi này tụi kinh, ít gọi là tụi kinh nha. Tụi kinh nha nó, tà tế mà, tà tế bây giờ nó không mê nó, tà tế. Tà tế, tà tế nha ta. Đang nấu cám lợn như này mà tầm khánh khánh mà đi như này là cũng rất là nguy hiểm của bác nếu mà đi vào ấy. Bà là tụi khánh nên này không? Tụi khánh bình nát lại. Khánh nhiệt bà làm đi. Khánh nhiệt bà làm đi. Khánh nhiệt bà làm đi. Bắt đầu là đi theo được rồi này. Đấy. À, có vẻ như là chắc là có một số cô bác là theo dõi sau là sẽ không có biết là về cái hoàn cảnh của Khánh với lại bà. Thì cho phép cho lực xin phép là tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Khánh thì là vừa mới sinh ra thì là vừa sinh ra được hai, bố chết được 2 ngày là em ấy chào đời luôn. Đấy, và trong đó thì là có ở với mẹ là được 1 tháng trong thời gian ở cứ. Và mẹ thì cũng rời bỏ đi để mà đi theo người chồng mới rồi. Lúc mà mẹ còn ở đấy cho Lực cũng lên chia sẻ đấy. Nhưng mà cũng đã giận em ấy rất là nhiều rồi. Nhưng mà em ấy không có nghe cô bác. Sau 1 tháng thôi là cai sữa thôi. Trẻ con thì là có người nào mà cảm giác như là nó linh cảm mà thích thì nó mới theo thôi. Này, đây, cho đi thế nào. Năm mẹ bây giờ được 8 tháng rồi đó các bác. Chắc là được tầm độ tầm là 10 mấy cân thôi. Tay tay đây. Này, đi đây nào. Đi với bà thôi. Ấy chứ. Đấy, cho đi với bà. Có mới mặc luôn này. Tối nay mới mặc được nha. Ra chơi với lại bé Khánh một chút thì lại về. Nào, ra đây. Am bà lo. Ai à, đòi đi này. Đòi đi này. Cái này là bây giờ nếu mà mua con xe, mua cái loại xe này để đẩy cái này các bác này. Ngồi để đẩy đi thì đi được thôi. Không biết là định đi đâu này. Nó bắt đầu theo rồi đấy. À, đấy. Nó bắt đầu theo rồi đấy. Chắc quán tạp hóa sáng có cái xe để đẩy nhỉ. Nó theo đấy này. Cứ xe mà cho trẻ con lên sang đi đi à. Bà đâu rồi? Mỗi lần là chỉ có đi theo bà thôi chị nhỉ? Có đi theo chị không? Có, vẫn theo. Có à? Các chị thì cũng có và các bác thì cũng có con có cái hết rồi. Cười này. Ừ.
Không biết là đang cười về cái gì đây. Sau này lớn lên thì là em mới hiểu được những câu chuyện mà bố mẹ rồi, bây giờ thì còn rất là nhỏ, không có hiểu được là chuyện gì cả. Giác như bắt đầu sợ em mà quay phim. Chân tay thì bắn hết rồi. Sau này là lớn thêm một tí là đi chăn trâu khỏe lắm ấy. Nhờ. Bây giờ đi khỏe đi như này là sau này lớn lên là đi chăn trâu là đi chặt củi là khỏe lắm. Bây giờ lớn lên là ở lưng bà thôi ấy. Bà đi bẻ ngô này, đi làm này, đều đi theo bà hết cả. Vừa rồi thì ngồi với bà một lúc thì bà có nói là phải đi ra ngoài để mà làm nạn đồng rồi cô bác ạ. Ở đây thì có vẻ như là cháu được nhìn thấy là bà là thu hoạch hết là ngô rồi. Đấy, đi thì phải nói là còn điệu cả bé Khánh để mà đi theo nữa. Ở nhà thì không có ai chăm nữa. Ông thì là đi làm thuê rồi. Các bác thì cũng có các bác của Khánh thì cũng đi làm công việc khác, đi làm gia đình riêng. Thời tiết thì là rất là nắng nóng, cháu được nhìn thấy là bé Khánh là không có đội mũ gì cả. Khách miền tù mi nè tầm á. Khách miền tù mi à? Bố mi nữa á? Đây vừa hỏi là bé Khánh có mũ không thì là bà bảo không có cô bác ạ. Cái công việc mà hàng ngày bà với lại bé Khánh bây giờ là phải lên nương và đều làm như thế này hết cô bác ạ. Bà với ông thì là đến bây giờ thì cũng còn khá là trẻ, nhưng mà độ tầm là mấy nữa được Khánh được tầm độ 10 tuổi thì chẳng hạn thì bà với lại ông thì cũng xấp xỉ đâu đó là được 60 là 70 tuổi rồi. Thời gian trôi rất là nhanh. Bé thì lớn rất là nhanh. Thấy chín sữa bà. Hai bà cháu là nên Khánh thì năm thấy Khánh thì bây giờ mới được có 8 tháng tuổi thôi. Hai. Thấy cái nhìn cháu lực mái rồi. Thằn nê mới là tầm mát nọ. Ồ, chắc là buồn ngủ rồi này cô bác này. Bố thì không còn nữa rồi, mẹ thì đã bỏ đi là đi lấy chồng mới, để lại cho ông với bà, không đem đi. Lớn lên vòng tay của ông với lại của bà rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác dành tặng tới cho bé Khánh một cái điều gì đó. Các bác giúp đỡ được những cái lọ sữa, bộ quần áo thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Sữa này đi sắc nào bà? Sắc nào bà? Thứ hô bố chỉ bạc à? Nè, hãy... bị chơi lấy lô đó lại bị chơi chậu luôn. Họ lấy chỉ bạc chiên à, cờ chiên. Ít tay lấy sống bạc chiên. Sống bạc ra. Thế là mua một lọ là 300, 200 cô bác ạ, 200-300. Có vẻ như là uống sứa no là buồn ngủ đấy. Ở nhà thì cũng không có ai trông cả, chỉ có đi cùng bà là lên
à, nương thôi. Mùa này thì đang là mùa à, làm nương nữa. Đi thì cũng không có đội theo cái mũ nào. Ít thằng nê nó tả má nó. Này vừa uống sữa là vừa ngủ này. Ê. Sẵn được cô đi. Hả? Này á? Ờ. Đấy, lấy một cái mũ cho che cho bé Khánh. Tả má bảo vẫn đang đi chúm ấy chứ. Bảo với bà là không ngồi chỗ mát nó, bảo là à, thấy bé khóc là cho ăn luôn, xong lại tiếp tục là làm mà rồi. Thời tiết thì là rất là nắng nóng, nhưng mà bây giờ không đi làm, thành ra là à, ruộng nương nhà mình thì để đấy, không có cái ăn rồi. À, đến cái lúc mà hết cơm, hết gạo đấy cô bác, là còn phải ăn cơm, còn phải ăn ngô này, ăn mèn mén này. Đôi lúc là còn phải là ăn cả cơm thiêu nữa. Bây giờ không ăn thì là không có cái gì để mà ăn rồi. Này tụi vắt nó vắt đắm hù ra đắm cá, tầm má. Này tụi vắt nó vắt đắm kẻ khó hù này ra đắm cả đắng á. Ở tụi đắm khó hù chứ ta. Mùa vụ này là mùa vụ sau các bác, là bà sẽ tiếp tục là trồng thêm ngô nữa. Nhưng mà ở đây cháu được nhìn thấy là cái ngô này là ngô, ngô ở bản thôi. Thời tiết nắng nóng như này thì chắc là bà cũng làm đâu đó độ tầm là một tiếng, hơn tiếng để mà quay đầu thôi. Chứ bé Khánh thì không có chịu được như người lớn, trẻ con mà năm nay thì chưa có được một tuổi cả. Bé Khánh nhìn là trông rất là buồn ngủ rồi cô bác ạ.
công việc hai bà cháu hàng ngày của bác ạ. Bà đi đâu là bé Khánh đều đi theo đấy cả. Có hôm thì là có cả ông để mà đi cùng nữa. Có hôm là chỉ có một mình bà là đi làm thôi. Đấy, bây giờ thì công việc của bà làm thì cho lực sẽ cho bà cùng với lại bà làm để cho bé Khánh. Có lẽ là bây giờ là cho bà là về nhà thôi các bác ạ. Nắng nóng như thế này, đến lúc nào mà mát mát thì lại cho bà là tiếp tục là ra đây để mà làm sâu. Chứ không là nếu cho lực không bảo đấy, bà là sẽ làm tới tối đấy các bác. Thì có lẽ là cái video này cho lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác dành tặng tới cho hai, cho em Khánh. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Bé Khánh thì bắt đầu khóc rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.